Hải Dương, tài xế say xỉn đâm liên hoàn 4 phương tiện, hai người bị thương nặng. Tối ngày 19 tháng 5, thông tin từ công an thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết cơ quan chức năng đang điều tra vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên đường Phạm Ngũ Lão khiến hai người bị thương nặng. Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 40 phút cùng ngày, xe ô tô biển kiểm soát 34A 62841 do Vũ Minh Đức điều khiển khi lưu thông trên đường Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương theo hướng từ ngã tư máy xứ đi ngã 6 thành phố Hải Dương đã va chạm với xe đạp điện do cháu NDMQ sinh năm 2013, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương lưu thông cùng chiều. Xe ô tô này tiếp tục va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 34B2 56260 do anh DHN sinh năm 1972, trú phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương cầm lái, chạy hướng ngã 6 đi ngã tư máy xứ. Tiếp đó chiếc xe ô tô này va chạm với hai xe mô tô biển kiểm soát 34K1 03937 do chị LTC sinh năm 1980 cầm lái và xe máy điện biển kiểm soát 34MD51660 của chị DKN sinh năm 2005 cùng chú tại phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương. Sau khi xảy ra vụ va chạm liên hoàn, xe ô tô trên dừng lại cách hiện trường vài trăm mét và bị hư hỏng phần đầu, bánh trước xịt lốp. Vụ tai nạn khiến cháu Quy và DKN bị gãy chân, năm phương tiện liên quan vụ tai nạn bị hư hỏng. Công an thành phố Hải Dương đang làm việc với Vũ Minh Đức sinh năm 1997, trú tại đường Thanh Niên, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương. Tại cơ quan công an, Đức khai nhận mình là người điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 34A 62841 gây ra vụ tai nạn nói trên. Cơ quan chức năng đã test đối với Đức và cho kết quả âm tính với chất cấm, nồng độ cồn 1019 mg trên lít khí thở. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.